Hello các bạn ơi, chào các bạn. Hôm nay cái hoa Quỳnh Movie Star của mình nó nở rồi nè các bạn. Red Movie Star Red. Oh wow, đẹp quá đi. Nè, nở một bông to lắm, to còn hơn cái bàn tay của mình nữa nha các bạn. Wow, cái này được được thêm một màu khác nữa nè. Màu này màu nó để red mà sao nó nở thành màu pink. Lúc mình mua thì tên là Movie Star Red, nhưng hôm nay nó nở mà cái bông to quá trời luôn, nhưng mà nó là pink ít đậm quá, mà mình thích cái màu đó đậm hơn đó, nó mới đã. Ồ, cái bông nó to quá nha, quá trời bò luôn á nha. Rồi mời các bạn thưởng thức một cái hoa quỳnh đã hé nụ đã nở cho mình ngắm nè các bạn. Đây cái hoa đầu tiên của mình, cái màu này đó các bạn, hoa đầu tiên đang nở cái chậu này. Cái chậu quỳnh này nó héo thì dễ sợ luôn, nó tốt quá trời các bạn ơi. Cả cộng lộc mấy nó bự lắm là lắm luôn á. Hôm nay mời các bạn ngắm em nè, em sẽ có mấy bông nữa ơi. Một tuần sau là em sẽ nở mấy bông nữa luôn á các bạn ơi, nở trên cao quá trời đẹp ha. Ngắm một chút xíu nữa nha các bạn, ngắm một chút xíu nữa. Hoa quỳnh, một cái hoa quỳnh mới lạ nè các bạn, một cái màu mới lạ, mình trồng 1 năm rồi bây giờ nó mới nở bông đó các bạn ơi. Trồng vào tháng 5 năm ngoái, bây giờ tháng 11, hơn 1 năm á, 1 năm rưỡi luôn á. Từ một cọng mà thầy trồng để nở cái bông 1 năm rưỡi luôn á. Rồi mời các bạn thưởng thức nha, đẹp quá đi, là đẹp. Gió thổi lung lay cành, gió thổi lung lay cái nụ hoa quỳnh của mình. Thưởng thức nha các bạn, thưởng thức, enjoy ngắm hoa quỳnh mới nè. Hello chào các bạn, mời các bạn ngắm hoa quỳnh của mình hôm nay nó nở nữa nè các bạn. Hoa quỳnh vàng, trắng vàng đẹp lắm, nó nở nhiều bông lắm các bạn ơi. Đây em xinh tươi quá trời luôn, nở nè bông nè các bạn. Đó, bữa nay em nở quá trời đẹp luôn, 4 bông 5 bông luôn á các bạn. Ồ, cái màu quá là thanh nhã các bạn ha, trang nhã quá là trang nhã luôn. Mời các bạn ngắm hoa và quỳnh này, cái cành này 5 6 bông mà nó nở hết ha, nó không có bị đẹp cái bông nào hết á, nó xanh tươi hết, nó nở ra tốt hết các bạn ơi. Rồi mời các bạn ngắm em này, thoải mái ha. Ô mà nó còn nhiều bông lắm, các bạn thấy nó còn nhiều bông lắm. Mà bông trong cái chậu này nó có 2 màu, nó sẽ nở màu khác nữa, quá đẹp luôn. Cô gái xuân thì mưng mởn ha các bạn ha, hoa này nó nở giống như là cô gái xuân thì, giống như là cô gái 16 tuổi vậy đó. Nó đẹp mà nó non mà nó xanh mướt, nó mơn mởn luôn. Tại vì cái hoa này nó mới nở hồi đêm qua nên sáng ngày lại nó còn tươi tốt, mình ngắm mình thấy nó đẹp mà nó nở luôn 2 ngày luôn á các bạn, tươi luôn 2 ngày luôn, nở to luôn 2 ngày. Cái chậu này nó lẩm đẩm nó nở hoài thôi, để mình ngắm hoài các bạn ha. Mời các bạn ngắm em đi, em đẹp lắm, em đẹp nhất đêm nay đó các bạn ơi. Em giống như là gái 16 xinh xì gì đó, cái tơ mơn mởn đó nè các bạn, đẹp quá là đẹp luôn. Ngắm thoải mái đầu óc ha, ngắm hoa xả stress này. Và cái hoa nào nó nở đẹp là mình quay lên với ngoài các bạn ngắm nha. Các bạn thích ngắm hoa không vậy các bạn? Ngắm hoa thư giãn lắm á các bạn, mà hoa tươi nữa, hoa mới nở nữa, chứ không phải hoa giấy ha. Quá đẹp luôn, quá đẹp luôn, đẹp quá đi, ngắm đi các bạn.
Để mời các bạn ngắm hoa quỳnh sen hé nụ nè các bạn. Hoa quỳnh sen bắt đầu hé nụ nè. Đó, đẹp chưa? Chúc cho tháng này mà nó có nhiều bông hay chưa các bạn? Hoa quỳnh sen đen hé nụ. Mời các bạn ngắm em hé nụ. Em mới vừa nở lúp búp thôi, giống như hoa sen quá các bạn ha. Thằng chi người ta kêu quỳnh sen. Đây giống như cái những cái hoa sen quá. Đẹp chưa? Rồi mời các bạn thưởng thức nha. Mấy ngày nữa nó sẽ nở nữa, mình sẽ quay lại tiếp để các bạn ngắm nha. Hoa quỳnh sen đang hé nụ nè. Hello, chào các bạn. Hôm nay mời các bạn ngắm cây sen đá chuỗi ngọc của mình nè các bạn. Hôm nay nó nở bông nhiều lắm, bên đây em nở nhiều bông lắm, bông vàng. Bông vàng giống như hoa mai vậy đó các bạn ơi. Hôm nay nở nhiều bông lắm, đẹp lắm. Quá đẹp luôn ha. Trời ơi, hôm trước nở ít thôi, hôm nay à. Hôm nay đủ phân vô, đủ phân vô, lúc nào nó bung ra đó các bạn. Mùa của nó đó, hôm nay là mùa của nó đó. Mùa nở hoa của nó đó các bạn thấy giống như hoa cúc vậy nè. Đó, cái bông giống như hoa cúc vậy, đẹp quá ha. Quá trời đẹp luôn. Chậu này trồng mấy năm rồi đó các bạn ơi, mấy năm mới được thành như vậy đó. Rồi mình mua cái chậu cũng nhỏ xíu à. Giờ dời sang qua cái chậu lớn, bây giờ nó ra bông đơm hoa cất trái rồi các bạn ơi, đẹp quá. Mời cho các bạn ngắm đi, ngắm cho khỏe, ngắm cho vui vẻ cuộc đời ha. Trời ơi cái bông nó đẹp, mà quay lên hình nó còn rực rỡ hơn nữa, quay lên nó hình nó nổi bật luôn á các bạn, quá đã luôn. Đẹp ơi là đẹp, đẹp mê mẩn tâm thần luôn á. Rồi mời các bạn ngắm nha. Ngắm một chút em. Em sâu chuỗi ngọc, sen đá sâu chuỗi ngọc. Không biết tên gì, đặt cho em là sâu chuỗi ngọc. Phơ nè các bạn nè. Em này là phơ đó, sâu phơ, sâu hột bẹt á. Chứ không phải chuỗi ngọc nữa mà là hột bẹt. Hột bẹt, hột sòn. Mà em này không có bông đẹp. Này có cái hột đẹp thôi, cái bông trắng bơm à. Cái bông không đẹp, coi cái hột, hột bẹt của em á, hột, hột ngọc của em đẹp hơn. Rõ hơn ha. Đó, em hột bẹt, em hột ngọc đó các bạn. Bữa nay em lớn, cái hột bẹt em nó to ra. Nè, các bạn thấy hột bẹt em nó to ra. Mỗi ngày nó mỗi to ra, nó đẹp lên, nó lóng lánh thêm. Cái này là phải nó thành hột sòn á các bạn ha. Nó thành cái hột sòn, cái hột nào hột nấy mấy chục cara luôn. Mấy cara luôn chứ. Tha hồ mà đeo luôn á các bạn ha. Rồi ngắm cái sâu hột bẹt nè, sâu chuối ngọc. Sâu ngọc bích. Ngắm cái cây sâu ngọc bích nè các bạn, đẹp chưa? Quá đẹp luôn, thưởng thức nha. Hello các bạn ơi, đây là cái cây ngọc bích nè. Cây chuỗi, sâu chuỗi ngọc bích của mình nè. Đó, mình trồng mấy năm nay rồi đó. 3-4 năm nó mới ra được một cây bự giống gì đó các bạn. Để mình quay lại cho các bạn coi, để bỏ chung vô mấy cây ngọc bích, cây chuỗi ngọc, cây ngọc bích, cây ngọc bích hột bẹt. Phơ á, cây ngọc bích phơ, rồi cây ngọc bích có bông vàng á, ba cây, mình có ba cây, ba chậu giống vậy á, giờ nó đẹp lắm. Nên mình quay lên để cho các bạn ngắm cho vui nha. Đó, cây ngọc bích á, à. Cái này á, nó bị, nó cũng khó trồng lắm á nha, đừng có động đậy tới nó là nó rớt hột đi hết trơn. Mà nắng quá nó cũng bị hư nữa các bạn.
Đó, cây ngọc bích của mình, sau chuỗi ngọc bích của mình trồng mấy năm nay á, bây giờ mình chụp được cái hình của nó giữ lại làm kỷ niệm. Giờ mình mời các bạn ngắm thưởng thức nha, cây sâu ngọc bích, sâu chuỗi ngọc, giống như là mấy cái sâu chuỗi cô người người mẫu mà đeo lên trên cổ đó các bạn, đẹp quá ha. Rồi mời các bạn thưởng thức ngắm em nha, sâu chuỗi ngọc bích nữa. Chào các bạn, hôm nay cái bông hồng nhà mình nó nở nè các bạn ơi, đẹp quá là đẹp luôn. Wow, có một nhánh bông mà mình, có một nhánh mà nó nở gần có chục bông luôn á, 2 4 6 tháng, chục rồi đó chứ đâu phải nói, đâu phải không phải đâu ha. Wow, bông nó nở, bông hồng này nó nhiều lớp quá, từ lớp, đẹp quá là đẹp luôn. Đây một nhánh, đây một cạnh nữa này. Ui, chỗ này 5 bông rồi đó, thấy chưa? Thấy 5 bông chưa? 3 bông là 8 bông nè, 2 cái bông chưa nở nữa là chục rồi, 1 cái nữa là 11 rồi, 3 cái bông chưa nở là 11 cái bông rồi, 3 cái bông này nó mới nở sáng hôm nay nè, 4 cái luôn á, 4 cái này nở sáng hôm nay rồi, cái bông kia nó nở hôm qua, 2 3 bữa trước mà nó vẫn còn cái bông đẹp ha. Mời các bạn thưởng thức hoa hồng nè, hoa hồng này, hoa hồng cái bông lớn à, bít bít cái bông bự mà nở luôn một lượt 10 cái luôn, trời ơi quá đã ha, quá đã quá đẹp. Mời các bạn thưởng thức nha, ngắm hoa hồng. Màu này là màu hồng chính công rồi chứ còn gì nữa ha. Màu hồng này đẹp rồi ha. Ui da, thưởng thức ngắm hoa relax xả stress nha các bạn. Enjoy, enjoy. Cây bông trang có 3 cái bông luôn. 3 cái bông như 3 cái cầu luôn á các bạn ơi, to luôn, đẹp luôn. Một cây hoa trang có 3 cái hoa luôn, trời ơi hoa nào hoa nấy nó bự này các bạn, như trái cầu luôn á. Wow, đẹp quá là đẹp luôn. Mời các bạn thưởng thức ngắm em hoa trang này luôn nha, em hoa trang này quá đẹp luôn. Ra như là 3 trái cầu vậy á, 3 trái cầu nó đơm bông á các bạn. Lần đầu tiên mình trồng được thành công cái hoa trang này nó mới nở, cái mình trồng mấy lần rồi có bị chết bỏ không à, bây giờ lần này mới được nè các bạn. Ui da, quá đã. Vậy mời các bạn ngắm nha, ngắm em từng cái bông này. 1 cái bông này như trái cầu, 2 cái bông như trái cầu, 3 cái bông luôn, quá đã luôn à ha. Rồi mời các bạn ngắm chậu hoa trang như trái cầu, thưởng thức nha các bạn, enjoy cái hoa trang này quá đẹp luôn. Đây là hoa cúc tím nè các bạn ơi, mà các bạn thưởng thức thêm một màu nữa, hoa một màu khác của hoa cúc nè, trời ơi nó đẹp quá trời đẹp luôn á, mà mình mua về mình trồng á, cái nó tàn rồi xong trồng nó đâu có lên lại nữa đâu. Chắc chỗ mình có đủ rộng á, nên nó không đủ đất để nó lên lại. Trời ơi, nó rực rỡ. Quá trời hoa cúc. Mấy hoa cúc này mới đẹp nè. Chân nó mới đã nè các bạn ha. Wow. Màu tím rực rỡ. Quay lại cho các bạn ngắm nha. Quay lại cho các bạn ngắm, các bạn muốn trồng thì bác bạn chạy xe ra mua về trồng nè. Mùa này là mùa hoa cúc rồi, hoa cúc nở hết rồi, quá đã luôn. Ngắm đi nghe các bạn, ngắm hoa cúc cho thoải mái ha. Wow, đẹp quá. Đây, hoa cúc nở đẹp quá, nhiều hoa cúc vàng mà
Hoa cúc mới nè các bạn ơi, mời các bạn ngắm hoa cúc nè. Hoa cúc gì mà đẹp quá trời luôn, ở trong cái tiệm bán cây nè các bạn. Wow, quá trời đẹp, mình thấy đẹp quá, quay lại cho các bạn ngắm chơi cho vui nè. Cái màu này quá tuyệt vời luôn á, mùa này là mùa hoa cúc nở rồi. Ui cúc này. Trời ơi, cúc đẹp quá trời luôn á. Ở đây có cúc á. Cúc này à. Cúc này cúc tím. Cúc này cúc trắng nè. Ô, tháng này mùa hoa cúc. Người ta bán hoa cúc quá trời luôn nè. Đẹp quá ha. Ở đây nó có cái màu trắng với là màu tím à. Thấy đẹp quá, quay lại các bạn ngắm nha. Trong tiệm hoa. Hoa cúc hai màu, đây có hai màu à. Quá đẹp luôn. Cảm ơn các bạn ha, cảm ơn các bạn đã thưởng thức những video của mình. Chúc các bạn một ngày mới vui vẻ, hạnh phúc, bình yên và khỏe mạnh nữa nha. Đó. Xin chào tạm biệt nha. Bye bye. Bye bye các bạn.